Thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, chương trình Ngày hội chay ủng hộ quỹ vì người nghèo huyện Củ Chi vừa diễn ra. Ngay từ sáng sớm, tăng ni Phật tử các tự viện cùng đạo hữu họ Đạo Cao Đài đã chuẩn bị những món ăn ngon, cùng đến chùa Di Đà bày trí trong khu vực đã được ban tổ chức sắp xếp sẵn, phục vụ cho ngày hội chay ủng hộ quỹ vì người nghèo. Khách tham dự ngày hội sẽ mua 100.000 đồng và được dùng 60 món chay do chư ni cùng với đạo hữu họ Đạo Cao Đài chế biến. Tăng ni và Phật tử của huyện nhà sát cánh với nhau để làm cái chương trình này nhiều hơn nữa, để có một chút gì đó để gọi là ủng hộ cho đồng bào Phật tử ở địa phương. Sau khi cái kết thúc cái chương trình này thì mặt trận Tổ quốc huyện sẽ tổng hợp và có kế hoạch xây dựng là ủng hộ chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, ngày hội chay cũng đã được diễn ra tại chùa Hoàng Linh, thu hút hàng ngàn thực khách tham dự. Được biết, qua 2 ngày hội chay, ban tổ chức nhận được tổng cộng gần 1 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo Củ Chi năm 2023.